À, thì mình cũng là người con của thành phố Biên Hòa, thì tụi mình rất mong là được đón nhiều du khách đến tham quan Biên Hòa và tham những đặc sản buổi Tân Triều của Biên Hòa. Nói chung là khi được đến tham gia cái lễ hội như thế này thì mình cảm thấy rất là vinh dự, rất là vui và rất tự hào về con người Đồng Nai. Hi, xin chào cô chú anh chị và các bạn. Rất vui gặp lại tất cả mọi người với video tiếp theo của mình. Hiện tại mình đang có mặt ở tại một lễ hội rất là đặc biệt luôn nha. Đó là lễ hội chọi chim ạ. Đó, lễ hội chọi chim nhân dịp ngày cuối năm nhá. Thì bây giờ Phan Lạt cũng chia sẻ đến tất cả mọi người về lễ hội độc đáo này nhá. Hiện tại ở đây là mọi người, những người sở hữu chim đang chờ để bắt đầu thi đấu. Chim đẹp nha, chim cực kỳ là đẹp. Ông đang ngồi thọc nãy giờ vẫn còn, thọc vẫn còn, thọc quá thọc mà. Và thời gian đã hết, chúng ta đã vào vị trí. Xin chúc mừng 10 chim hay nhất ngày hôm nay. Vòng loại thứ nhất top 10 xin được phép bắt đầu. Khu vực này có một cái hồ nước này này, được làm sân khấu rất là hoành tráng luôn nha, siêu lớn luôn này. Đó, công viên Biên Hùng nữa các bạn. Đây này, ở trong này là khu vực hội trang trí chợ Xuân đấy. Mình sẽ vào đây mình quay chút chia sẻ với mọi người nhé. Trong này có thấy có rất là nhiều những tiểu cảnh trang trí đẹp lắm. Đây. Đó.
mình sẽ tiếp tục quay chia sẻ chi tiết thêm đến với cô chú chị và các bạn. Có lẽ là mình sẽ đi hỏi thêm một vài chị nữa để mong hy vọng rằng các chị sẽ chia sẻ chi tiết về những món ăn vào ngày cúng này, món mình thấy rất là đặc biệt luôn mà mình cũng chưa hiểu chi tiết lắm ấy. Ở đây có các chị gái đang trang trí diện rồng rất là đẹp. Ở đây có những loại trái cây rất là độc đáo và độc lạ nha. Các bạn xem này. Đẹp chưa? Quá là đẹp luôn. Đây là điều bằng trái cây hết cả nhà. Đây là mâm bánh chưng siêu to khổng lồ luôn. Trời ơi đẹp quá cả nhà ơi. Siêu đẹp luôn. Đây là bánh chưng. Người ở đây có một điều đặc biệt mình muốn chia sẻ với tất cả các chú chị và các bạn là chưa có chỗ nào mà trang trí một cái bức tranh bằng rất là nhiều các loài trái cây như thế này đó. Có lẽ là phải hàng trăm loài trái cây thì Phan Đà Lạt cũng không có đếm đâu, nhưng mà cô chú anh chị xem qua thử đoán và xem kỹ xem có bao nhiêu loài trái cây ở đây nhá. Đây. Không những vậy mà còn có những chiếc bánh chưng rất là đẹp luôn. Đó, bánh chưng vuông này, rồi bánh tét nữa này, cực kỳ là nhiều luôn. Ở đây có trưng bày rất là nhiều những khu vực bàn thờ và ở đây nữa này, bên này nữa này. Đó. Thì Phan Đà Lạt sẽ đi quay chi tiết từng khu vực một để chia sẻ với mọi người nhé. Không gian tết quá là đẹp luôn. Bên này cũng vậy. Ở đây có những trái dừa được rắc vàng nữa này. Đây các bạn này, xem đẹp chưa? Quá là đẹp. Thông báo sẽ có với các đơn vị hiện nay là ban giám khảo của chúng tôi cũng đã chấm xong tất cả các phần thi trang trí bàn cúng gia tiên của các đơn vị. Đây là cuộc thi trang trí bàn cúng gia tiên nhé quý vị ơi. Ban giám khảo chúng tôi sẽ làm việc ít phút nữa thôi để thực hiện cái phần cuối cùng, đó là phần tổng kết đánh giá và công bố kết quả của ngày hội gói nấu bánh chưng bánh tét và trang trí mâm ngũ quả của các đơn vị. Và đến giờ phút này thì lãnh đạo thành phố, ban giám khảo cũng như là tất cả các đơn vị phòng ban cũng vẫn ngồi đây cùng với các đơn vị. Do đó là cũng rất là mong các đơn vị chúng ta sau khi dùng bữa chúng ta sẽ ngồi lại để dự cuối cùng đến cái chương trình tổng kết công bố kết quả của hội thi ngày hôm nay. Và tối ngày hôm nay thì theo chương trình thì chúng ta sẽ tổng kết ở sân khấu nước. Tuy nhiên chúng tôi cũng cố gắng để trưa ngày hôm nay sẽ tổng kết để chiều nay các anh chị về lo cái công việc ở gia đình mình. Và xin cảm ơn các đơn vị. Và xin cũng nhắc lại một lần nữa, đó là cái bàn trang trí gia tiên của các đơn vị chúng ta cũng sẽ để lại để thực hiện trưng bày ở tại công viên một cho đến hết ngày 25 âm lịch. Xin cảm ơn các đơn vị. Thank you.
Đẹp. Mình đi quay từ nãy giờ là chưa có hết các bạn ơi. Bởi vì nó rất là nhiều những cái bàn được trang trí. Mỗi một bàn trang trí là đều có một cái nét đẹp riêng các bạn. Cái cây này. Đó. Ở đây có các cô các chị là nghệ nhân trang trí lên những bàn tiệc như này. Đây các bạn xem. Đó. Làm giải rất là đẹp các bạn ạ. Đấy, đây có các cô các chị các bạn này rất là dễ thương thế này. Đó. Đấy. Mình sẽ ra đây coi một chút đấy. Không khí Tết đã về rất là gần luôn rồi. Coi như là ngày Tết luôn rồi các bạn ơi. Ngày hội Tết luôn rồi. Ở đây có các cô các chị trang trí những bàn cúng gia tiên này, rất là đẹp luôn này. Đó. Hello các chị nhá. Cho các cô các chị lên sóng luôn cho hoành tráng. À, thì mình cũng là người con của thành phố Biên Hòa thì tụi mình rất mong là được đón nhiều du khách đến tham quan Biên Hòa và tham những cái đặc sản buổi Tân Triều của Biên Hòa với văn hóa khác nữa. À thế ạ. Ồ vậy là chủ quý chị đã có đặc sản buổi Tân Triều luôn hả? À đúng rồi. Ồ. Vậy là nhiều bạn là đến với Đồng Nai là cũng rất là muốn biết đến đặc sản bưởi Tân Triều đấy, thì không biết là ở đây có bưởi Tân Triều được trưng ở đây không? Có em, nhưng mà là tại vì là nắng quá nên là chị không có quả này. À dạ. Đấy ạ. Dạ em cảm ơn chị nhá. Dạ cảm ơn chị rất là nhiều đã chia sẻ cho tất cả quý vị khán giả cùng biết thêm về những nét đẹp ở Đồng Nai. Dạ. Nói chung là khi được đến tham gia cái lễ hội như thế này thì mình cảm thấy rất là vinh dự, rất là vui và rất tự hào về con người Đồng Nai. Xin cảm ơn. Như các cô đã chia sẻ thì mọi người cũng đã biết thêm về một chút nét văn hóa đẹp ở Đồng Nai, cũng như là những loài trái cây đặc sản ở Đồng Nai được trưng bày và trang trí ở đây. Sau khi quay chia sẻ đến mọi người về không khí, không gian, những bàn cúng gia tiên, thì mình tiếp tục đi ra bên ngoài để mình quay chia sẻ đến mọi người về không gian ở bên ngoài nhé. Bên ngoài mình thấy có trưng bày và trang trí rất là nhiều những cái tiểu cảnh cực kỳ là đẹp luôn. Nhà xem đẹp không? Đó, rất là đẹp nhé. Đây là không gian ở bên ngoài này, cũng được trang trí này các bạn. Đấy, đây là trường trung học cơ sở Trảng Dài các bạn ơi. Đấy, như các bạn biết là Trảng Dài theo mình được biết là phường một phường lớn nhất Việt Nam. Một phường đấy các bạn ơi, là phường đó là phường lớn nhất Việt Nam nhé. Trường trung học cơ sở Hà Huy Giáp nữa này các bạn. Đấy. Rất là nhiều luôn, được trang trí ở ngoài này. Đây có trường Lạc Hồng này. Đó. Siêu đẹp luôn này.
Ở ngoài kia mình có thấy hai chị gái rất là xinh xắn, mình muốn quay hai chị đấy lên trên này, nhưng mà thấy hai chị lắc tay thì thôi, có lẽ là mình sẽ đi một vòng quanh ở ngoài này để mình chia sẻ với mọi người. Đấy, như cả nhà thấy rất đẹp, rất là đẹp nhé. Công viên này rất là mát. Ở đây có trưng bày những gốc hoa siêu đẹp luôn, màu vàng chói luôn này. Đây các bạn. Rất là đẹp nha. Bên ngoài này là khu vực công viên, rất là thông thoáng luôn. Đây. Ở đây có các bạn hot girl đang ngồi. Những gốc cây được trang trí. Ở đây thì có một cây cầu được trang trí hai bên bằng hoa rất là đẹp. Đấy. Các bạn đến đây thì có thể ra khu vực cây cầu này để đứng check in như hai bạn hot girl này nhé. Ô sao lại đi nhanh thế em, chụp đi. Hai bạn này đã thấy mình cầm máy quay nên là đi rất là nhanh. Công viên ở đây rất là rộng các bạn ơi. Công viên bên Hùng khá là rộng nha. Không khí Tết được trang trí ở công viên này rất là nhiều các bạn nha. Đây. Rất là đẹp luôn. Cô ông đồ này. Đấy. Mình sẽ quay lại đây một chút nữa. Vậy là mình đã chia sẻ đến tất cả cô chú chị và các bạn một cái không khí không gian vào ngày cuối năm rất là đặc biệt luôn. Một lần nữa cảm ơn tất cả mọi người đã xem video này nhá. Nếu mọi người thấy video hay đừng quên đăng ký kênh, like và chia sẻ để ủng hộ Phan Lan Đạt để tiếp tục cập nhật đến mọi người những thông tin mới nhất và những video hấp dẫn tiếp theo. Cảm ơn mọi người rất là nhiều và hẹn gặp lại nhá.